tục nói về sản phẩm mình đang phân phối cho mọi người. Đây là dung dịch vệ sinh hay chiết xuất từ trầu không và vitamin E. Và dung dịch vệ sinh của bên mình có khả năng là làm hồng và xe tiết cùng kiến cho mọi người. Vì dịch tiết của lá trầu không rất là tốt cho cùng kiến của phụ nữ. Nó cũng có khả năng tức là trầu không xưa nay thêm men thêm. Do đó khi mọi người dùng sản phẩm này